có mà. Dạ đúng rồi. Con Mảnh được 4 tuổi rồi. 4 tuổi? Dạ. Hiện nay là 4 tuổi hay là? Hiện nay là 4 tuổi. Hiện nay 4 tuổi. Dạ. Con tên gì? Phở Phu Ri. Phở Phu Ri. Dạ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Hôm nay thì bất ngờ Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh của em Trang. Vì sau khi em Phong Bụi có ghé thăm đó, thì có một cái tình tiết khá là bất ngờ cho Bùi Hồ và anh Nguyễn. Hôm nay thì đồng hành cùng với Bùi Hồ thì gồm có anh Nguyễn An Giang với lại Đạt Đồng Tháp. Và em Trang có chia sẻ một cái câu chuyện cho Phong rằng là bỏ một lại một người con ở tận Trung Quốc, hiện nay là 4 tuổi. Và thật hư cái câu chuyện đó như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Rồi, hôm nay chú Hồ qua thăm hai mẹ con nè. Ơi chào bé Minh Anh nha. Chào chú Hồ, chào ông bà. Ôi ôi nhìn mặt kìa, ngủ được dậy lâu chưa mà sao mặt nhìn sỏi vậy. Kìa nhìn mặt kìa. Ôi trời ơi nhìn dễ thương nha. Ê. Nhìn bé Minh Anh dễ thương nha mọi người. Nè anh cho anh gửi này cái nha Trang. Bóp vô kẹp vô. Bữa nay thân thấy Minh Anh nó cũng hơi rõ lại á Trang. Dạ. Thấy rõ là nó rõ là rõ là. Thấy rõ là sao anh? Rõ là nó rõ là. Chứ không phải bình thường là mờ gửi gõ, không phải là vậy ha. Đúng không Trang? Dạ, em tưởng cái suy nghĩ đó. Em có cái suy nghĩ đó. Em dạ. Có suy nghĩ là mờ rồi sáng lại gọi dạ. Là gõ. Dạ. Đúng không? Dạ. Bé uống sữa có giảm không mà sao gõ là vậy Trang? Dạ, bé không dài, bé uống sữa hơi ít à. Bé uống sữa bữa giờ, hôm qua bệnh rồi mới đi bệnh viện cho bác sĩ khám. Bệnh gì? Dạ bị bón. Bón? Dạ. Là do uống sữa hay sao? Chắc uống vậy, chắc vậy, chắc uống sữa mới không quen bón. Hôm qua mới đi, hôm qua này nó 4 ngày rồi, 4 ngày bị bón rồi, không có ỉa ra được. Rồi cái nó gặn, cái cứ gặn hoài, gặn không ra, rồi cái nó ra được có chút xíu mà ra máu nữa. Mà vừa khóc nó vừa gặn mà mặt mà nó tím rịm mà đổ mồ hôi quá trời luôn. Rồi cái em lúc đó em xạo quá trời, em mẩy em gung hết trơn, em không biết làm gì hết. Rồi cái em bồng con em đi bệnh viện cho bác sĩ khám. Bác sĩ đưa thuốc uống sáng giờ ỉa tốt chưa? Dạ ỉa hôm qua uống hôm qua giờ ỉa tốt rồi. Dạ bác sĩ có cho mua một bịch thuốc. Đi vệ sinh tốt rồi ha. Dạ bác sĩ mua cho thuốc uống để phân cho nó mềm để cho nó dễ ị ra. Dạ với con hôm qua nó ỉa không ra đó, rồi bác sĩ kêu mua 3 cái ống bơm về bơm vô cho bé phân mềm cho ỉa ra. Bơm hậu môn á. Dạ bớt nè đâu vậy đây nè. Dạ đây tròn thì cái này hồi đó anh cũng có con anh cũng bị vậy đó, rồi anh cũng có mua cái này. Cái này là dung dịch lỏng. Dạ. Tình hình là bé bị mấy ngày rồi? Dạ, bị hôm qua. Hôm qua hả? Dạ. Mà 4 ngày rồi, 4 ngày nó ị không ra, nó cứ gặn, cứ khóc hoài à. Rồi cái hôm qua nó khóc quá trời luôn, rồi đổ mồ hôi này kia, nó ị không ra. Rồi mặt mày tím rịm hết trơn à. Rồi cái em sợ quá rồi, em bồng nó đi bệnh viện khám. Anh Nguyễn chở hay sao? Dạ, em tự đi. Em tự đi hả? Dạ, lúc đó em lấy cái đai, em đai con, em gọi xe, em tự chạy xe đi. Em hỏi thăm người ta bệnh viện ở đâu, chứ em cũng đâu biết bệnh viện ở đâu đâu. Đói mà. Lúc đó sao không điện hả? Dạ, tại chắc sợ. Tại khi bệnh viện đó, khi em biết đường đi. Dạ. Em sợ, thấy mình đang với hai mẹ con đó, bệnh hoạn. Khám bệnh viện nào? Dạ, em hỏi người ta bệnh viện Đông Nhi. Đông Nhi hả? Dạ hỏi, em có biết bệnh viện Đông Nhi nữa. Rồi em hỏi người ta có gần bệnh viện nào gần ở đây không cô chú gì đó. Rồi chỉ, người ta chỉ bệnh viện có bệnh viện Đông Nhi gần ở đây nè, rồi chỉ em đi vậy đó. Chi phí anh nhiều Trang? Dạ 300 mấy. Cho mấy ngày uống? Dạ 15 ngày. Nửa tháng hả? Dạ. Nếu bác sĩ nó uống hết á thì đừng ngưng, đừng cho bé uống nữa. Dạ. Là bao nhiêu vậy? Đừng cho uống thêm nữa. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu dành đó sau này.
chứ em hết tả nữa, mua thêm tả nữa. Hết tả nữa hả? Dạ. Yeah. Thì em bé cứ tối ngày sữa tả tả dạ. Sữa hoài vậy á. Tả hay qua mua. Có tặng cái gì nữa nè cha? Dạ tặng thêm mấy miếng cái này, mấy miếng tả nữa. Kèm theo dạ. Ha. Bịch to gì là nhiêu? Dạ 200 mấy. Nhiều cái hả? Bữa nay nhìn mặt cũng mặc dù là trong người không có được khỏe nhưng mà gương mặt cũng sáng sủa, kháo khỉnh. Nói chung là cũng lanh lợn, mà cô bác anh chị nói là đừng có nên khen bé vậy, sao này bé sẽ khó à, nhưng mà gặp lỡ miệng thì nói cho cô bác anh chị cảm nhận được luôn, chứ vẫn hiểu rằng là khi mà em bé mà được khen á thì sau này em bé sẽ nhõng nhẽo à, người ta sẽ nói vậy. Chảy đâu rồi. Nhìn kìa. Sao hôm nay uống sữa mới hả sữa cũ chưa? Dạ bữa nay uống sữa mới à. Uống sữa mới đi. Dạ uống sữa mới nhưng mà ỉ bé cũng ỉ ra cũng phân cũng mềm. Ừ. Thì cứ... sữa đó bé uống cảm nhận như nó bị bón đó. Dạ. Không nên ha. Dạ. Chứ không phải là mình chê ha. Dạ. Đó là mình sức khỏe của cháu cho tốt nha. Dạ. Dạ con chị em cũng cảm ơn cái anh bên Mỹ đã tặng sữa cho con của em uống, nhưng mà con của em nó không hợp với sữa này. Anh cũng thông cảm cho em nha. Dạ. À, không nên cho bé uống gì. Thì bé mà cũng kén sữa lắm. Dạ. Uống đôi khi đối với sữa này hợp, đối với sữa kia nó không hợp. Nhưng mà theo anh biết như vậy nè, sữa ví dụ nó bị bó là cái sữa đó là nó có sắc nhiều là nó cũng tốt cho bé, nhưng mà lâu lâu anh chèn dùng cử thôi. Dạ. Có cái cô hàng xóm á, cô kêu em á là như là 2-3 ngày uống sữa này, 2-3 ngày uống sữa kia, đổ qua đổ lại. Hoặc là em trộn vô. Dạ. Trộn vô tỷ lệ ít hơn. Không biết nha. Hiểu không? Mình không có bỏ mà mình sẽ ví dụ như trộn vô cái tỷ lệ 8-2, nó sẽ bổ sung cái chất sắt, một số sữa thì muốn bổ sung canxi. Cái ống canxi thường thường mua cho bé uống á là nó sẽ em bé cũng bị bón nữa. Ống canxi, cái canxi đổ một hơi đầu nữa. Dạ. Mình mua về bác sĩ đưa cho bé uống là cũng bị bón luôn. Thì cái loại sữa này là tổng độ là chắc canxi nhiều. Dạ. Dạ dạ đúng là từ ngày em bé uống sữa này mình mẩy nó có đổ mồ hôi nữa. Nó từ đủ canxi. Dạ. Sữa trắng đó hả? Dạ sữa Mỹ á. Từ lo cho uống lại. Dạ. Từ lúc mà chú uống sữa Mỹ nè, bé ngày nào bật máy quạt vậy đó mà ngày nào cũng đổ mồ hôi tay đầu này kia. Đã hay ta. Dạ. Kinh nghiệm. Con em bị rồi mình lại tiệm thuốc mình mua người ta đưa cái ống thuốc sắt á, nó uống cái nó nhưng mà nó bị bón. Dạ. Thế từ ngày uống sữa đó là hết đâu mà thôi. Nhưng mà nó hết bị bón, bón quá. Lâu mình cho uống làm cho đủ chất canxi trong cơ thể. Dạ. Anh có này hỏi nha, tới vậy nha Trang nha. Dạ. Hôm trước anh có hỏi em một lần về cái vấn đề mà khi mà em bị gọi là gã sang Trung Quốc vì chịu chữ hiếu á. Dạ. Thì cũng có một số người là bình luận rằng á là em ngày xưa em cũng có con ở Trung Quốc, có một cái đứa bé nó dị tật. Dạ. Mà anh nghe Phong nói là câu chuyện nó của em là để kể là nó dài lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Em có thể kể sơ cho anh nghe về cái câu chuyện đó được không? Yeah. Tại vì lúc hình như có một lần em kể cho anh thì có em nói là có chồng ở bên Trung Quốc thì cũng rất là nhiều gian nan, em chịu nổi sống giống như cảnh địa ngục trần gian vậy á. Thì sau này thì em mới bỏ đi chứ anh. Yeah. Anh bây giờ thì anh nghe nói em có một người con ở bên đó nè. Dạ đúng rồi. Ừ. Con bảnh được 4 tuổi rồi. 4 tuổi. Dạ. Hiện nay là 4 tuổi hay là hiện nay là 4 tuổi. Hiện nay 4 tuổi. Yeah. Con tên gì? Hoàng Phu Ri. Phở Phu Ri. Dạ. Nói Phọ. Hoàng Phu Ri. Hoàng Phu Ri. Nói cái lưỡi để đánh công lên. Đánh công lên. Rồi xì lúc, gàng cái nha. Lúc em về là bé mấy tuổi? Dạ lúc em về là bé hình như 1 tuổi, gần 2 tuổi à. Ừ. Dạ. Bé trai, bé gái? Dạ bé trai. Em có mấy bé? Dạ. Ở bên Trung Quốc hả? Dạ có hai đứa, đứa đầu thì sanh ra bình thường, rồi đứa thứ hai là có bầu được 5 tháng rồi bị dị tật không để được rồi bỏ, đi xe chích thuốc sanh non bỏ. À em bé ngủ luôn. Dạ. Chích thuốc sanh non bỏ luôn. Dạ. Ôi ôi
Lý do bị tật hả? Dạ lý do là còn bên chồng em á là để thừa á là em ăn đồ Việt Nam rồi mấy con mới bị vậy đó. Rồi nhưng mà rốt cuộc không phải, tại vì ăn con của mình không có duyên với mình thì nó phải vậy thôi, chứ để thừa rồi ăn đồ ăn bên Việt Nam này kia rồi mới bị dị tật đó. Em có bầu á, em thèm xoài này kia, xoài sống bên Việt Nam đó, rồi em mua đem qua ăn, rồi nước mắm rồi xả này kia, nước tương các kiểu thứ mua đem qua em ăn đó. Rồi mấy người bên đó đâu có biết đồ bên Việt Nam mình đâu, rồi để thừa mình ăn ba tầm bậy bạ, rồi con cháu của mấy ổng bị, cháu của ổng bị dị tật vậy đó, để thừa em. Bác sĩ khám nó bé bị dị tật gì? Đủ thứ hết trơn á, rồi lúc nào tiêm rồi không có sọ này kia, rồi lắm hết trơn, rồi giò bàn giò nó bị dày á, rồi lắm hết trơn. Ôi trời ơi. Cái cảm giác mà người mẹ mà tự mà bỏ đi mua, phải bỏ đi một người con của mình thì lúc đó phải nói cực kỳ đau xót đúng không? Dạ, lúc đó em buồn lắm. Em cũng 5 tháng rồi, 5 tháng mấy rồi, rồi cũng bé cũng bự, cũng ngọc tam chân đầy đủ hết rồi. Đấy, lúc đó sanh ra, sinh non ra bác sĩ hỏi coi không, bác sĩ cho coi, em đâu có dám coi đâu. Rồi sao? Rồi bác sĩ bỏ gì đó, rồi trên viện người ta tự bỏ, người ta tự đi, người ta tự làm, người ta giải quyết. Ôi trời ơi. Rồi cứ bé là Phạm Phu Ghi hả? Hoàng Phu Ghi. Dạ đúng. Lúc sau này em về Việt Nam thì em có thường điện cho gia đình bên chồng bên Trung Quốc hả em, không? Và em dạ, với bé không? Dạ, từ cái lúc mà em mới vừa về á, là có một thời gian em có liên lạc, chưa có gặp cha thằng này nè. Em còn liên lạc với bên Trung Quốc, chồng ở Trung Quốc, rồi bà con nữa, coi hình này kia đó. Từ khi gặp cha thằng này rồi á, là thấy là mất liên lạc, cắt liên lạc luôn, không còn liên lạc nữa. Anh nghe Phong kể lại rằng là ngày xưa là lúc còn ở bên Trung Quốc là em có từng bị ba chồng sàm sỡ hả? Dạ có. Lúc đó là chồng em đi làm ở ngoài thành phố, đi làm ngoài, còn em ở nhà, em ở quê, ở nhà chung với bố chồng, mẹ chồng. Rồi mẹ chồng có đi làm buôn chuyện á, rồi không có nhà, còn ổng có ở nhà. Lúc đó em đang giữ con nhỏ nữa, rồi ổng kêu cho ổng sàm sỡ đi, rồi ổng cho em cầm chủ gia đình, làm cầm quyền gia đình này kia đó. Rồi mốt ổng thương đó, xử tốt này kia nội đó. Rồi em đâu có chịu đâu, không chịu. Rồi từ đó về sau ổng ghét em. Rồi em từ đó về sau em đi đâu em cũng sợ ổng, cho em đi đâu em cũng tránh né ổng hết trơn á. Lúc đó có nói lời với chồng tương không? Dạ có, tao nói mà không có tin. Mà chồng tương là không tin. Dù gì ổng cũng là cha của người ta, nhưng nói gì người ta dễ gì tin. Dạ, cũng cha ruột người ta mà. Nói gì tin, tao đâu có nghĩ là cha làm gì được, tao có làm gì đâu. Nói, trời ơi. Nói không tin, bởi vì em không biết nói lúc đó, trong khi đó em không biết tâm sự với ai, không biết nói với ai cho tin em hết á. Nhưng mà cha chồng em chỉ là nói thôi, dùng hành động, dùng lời nói hay là dùng hành động để mà sợ em? Dạ có đi, lúc đó em đang ở trong phòng, đang giữ con nhỏ của em á, rồi ổng tự vô trong phòng em, rồi ổng lúc đó ổng kêu em á là như là sờ ổng đi vậy đó, mà em đâu có chịu đâu. Ôi trời. Rồi em bỏ em chạy ra ngoài phòng khách. Ổng kêu em là sờ ổng đi hả? Dạ. Em đâu có chịu, rồi em chạy ra phòng khách, rồi em nói em có nói với ổng nữa, em nói là em là người đàng hoàng, em không có ngựa vậy. Rồi cái nói với ổng gì đó, rồi cái từ sau rồi đó về sau em đi đâu em cũng tránh né ổng chân, ổng biết chuyện cái ổng cũng không có ấy em nữa, không có kêu em làm gì nữa. Và lần trước thì em cũng có kể cho anh nghe rằng là cái người mẹ chồng của em là kêu em là làm đẻ giùm cho người anh hiếm muộn của. Dạ, ổng kêu em đẻ giùm, kêu em đẻ như là chị anh chồng á, rồi cũng có vợ cũng 8 năm trời rồi cũng không có con. Rồi thấy vậy, bà cũng thấy vậy, bà kêu em á, bà như là xúm nhau lại cũng như là bàn bạc với có anh chồng gia đình. Dạ, có chiều trừ anh chồng em không biết thôi.
bàn bạc lại rồi kêu em ngủ với anh hai đó, rồi có con này kia nọ, rồi sau này đối xử với em tốt này kia đó, rồi cho em cũng cho em cầm quyền gia đình vậy đó. Em đâu có chịu đâu. Rồi từ đó về sau rồi ha, mẹ chồng với anh với chị dâu không có, với cha chồng không ai đối xử với em tốt nữa hết. Có nghĩa là mời nguyên nhà vô chỉ có không người chồng mình là không biết thôi. Dạ. Thì người vợ của người anh mình vẫn chịu luôn. Dạ chịu. À. Tại vì có 8 năm trời cũng không có con á, sợ ở đó nếu mà ở đó mà không có con chỉ sợ vì như là không có gia đình, không có cặn chỉ nữa. À. Chỉ cho nên chị bắt buộc phải làm như vậy. Ừ. Bắt buộc chỉ phải cắn răng phải chịu như vậy thôi. Nhưng mà theo anh được biết thì khi mà muốn có con á là người ta có thể thụ tinh nhân tạo được nè. Dạ. Hoặc là người ta sẽ cấy tinh trùng của người nam vô. Dạ. Một cái người phụ nữ thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Mà lúc đó chị đó cũng có ấy rồi, chị cũng có tới cấy tinh trùng rồi, nhưng mà có ai cấy hơn em cũng nghe nói cấy cũng 3 lần, cũng dính tha hết 3 lần mà hư hết 3 lần. Ừ. Không có để được. Vậy là coi như là mượn bụng em để đẻ thôi. Dạ. Nhưng mà tại sao phải cần đến cái hình thức là phải ngủ chung, đúng anh Nguyễn? Thì mình có thể là lấy cái tinh, lại bác sĩ lấy tinh trùng của người anh đó thì cấy vô cái người nữ chẳng hạn, như em chẳng hạn, ví dụ vậy. Mà tại sao phải ác độc mà phải kêu lại ngủ chung như vậy? Em không biết. Có người ta có bao giờ tao bàn em đến cái chuyện đó không? Dạ không. Không hả? Chỉ kêu là ngủ chung với anh đó rồi cho có bầu vậy thôi. À trời, có chồng kinh, có bàn với chồng kinh không? Dạ lúc đó chồng em cũng ở ngoài nữa, cũng không có trong nhà. Sau đi làm ở ngoài chúng có nói lại với chồng kinh không? Dạ sau này á, có qua một thời gian rồi em mới nói rồi không có tin. Ừ. Cũng tin mà em không biết tin hay không tin nữa, mà cứ nói vậy thôi. Ừ, thôi nó kêu em nhịn, nó gán nhịn thôi, cứ cãi đi. Nói kêu em cứ tin, tối ngày kêu em thôi cãi đi, cãi nhịn đi. À thật ra thì khi mà em từ Trung Quốc về Việt Nam á, nó có hai cái khó khăn. Thứ nhất là đoạn đường đi, và thứ hai á là cái tình mẫu tử, là cái tình mẹ con. Thì để dứt bỏ đi không phải là một chuyện dễ dàng khi mà con em rất là nhỏ. Thì vì đâu mà em lại bỏ hết tất cả lại em quay về Việt Nam? Là tại lúc đó em rất là nhớ nhà rồi. Mà lại năm 4-5 năm em chưa có về nhà nè, em rất là nhớ nhà. Cứ hứa hẹn em năm này tới năm kia hoài cho em về nhà đó, hứa hoài không có cho em về. Hứa em tới năm này rồi cái em hỏi, rồi cái hứa tới năm sau vậy á. Thế mình hứa hoài vậy, không lẽ em nói em suy nghĩ đó. Không lẽ em ở vậy hoài, không em suốt đời không cho em về nhà thăm nhà sao? Em nói với chồng thì chồng nói như thế nào? Thì chồng với ba chồng với mẹ chồng cũng có bàn với nhau rồi. Nói là hứa với em tới 10 năm, 10 năm mới cho em về nhà thăm nhà. Trời ơi. Nói con cho đợi con lớn xíu đi, cho con cỡ hơn mười mấy tuổi đi rồi hãy về nhà. Nói em lúc đó em chịu không nổi rồi em tàn nhẫn quá. Ừ. Quá lương tâm đúng dạ. Không mà, giống như mua bán thì mua bán một con người mà. Mà sau khi em về lại Việt Nam đó thì em có điện lại về số điện thoại của chồng của em. Thì lúc đó chồng em có kêu em quay về lại Trung Quốc không? Dạ có quay về nữa, có kêu em quay về nữa. Nhưng mà lúc đó là em về tới Việt Nam rồi. Em nói em không có về, em không có quay về được nữa. Em nói em quyết định em về nhà là em về rồi. Rồi lúc mà em đi á là chồng em cũng biết á, là cũng biết em á là tại lý do gì sao mà em bỏ em đi. Anh cũng có nói là anh cũng biết, anh cũng hiểu. Gia đình nó đối xử em không có tốt gì đó, anh cũng biết. Em có bao giờ lúc đó em về xong thì em có điện thoại làm nói thôi nếu như anh có thương em thì anh nắm bé đó về Việt Nam chung sống với em không? Không. Em có nói gì không? Dạ em có nói nhưng mà không có chịu về. Nói sợ về đây nè, sợ người Việt Nam mình giết rồi mất tiêu mất tích luôn. Sợ kỳ thị đúng không? Dạ đúng rồi. À. Không người có gì. Sao mình tâm lý lắm. Sợ, sợ người Việt Nam quan hiếp này kia nọ đó. Có nghĩa là người ta đã xấu sẵn rồi, người ta lại sợ người khác xấu như người ta. Không dám về. Thật ra thì hôm nay á thì Bùi Hồ với lại anh Nguyễn cũng như là Đạt ở đây để mà chia sẻ cái câu chuyện của em. Dạ. Thật ra thì anh biết rằng là em cũng đã hạn chế cái câu chuyện mình bớt đi rồi. Có nghĩa là cái nỗi đau của mình em đã nén lại nhiều lắm rồi.
Và thậm chí anh nghe anh Nguyễn nói rằng là có một thời gian em nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc cuộc đời mình luôn. Mình không muốn sống nữa. Vì mình nhớ con mình đúng không? Dạ. Có một giai đoạn trầm cảm. Trầm cảm. Lúc đó là ở Vĩnh Long hay gì thế? Dạ không có, tại cái lúc mà em bị trầm cảm là lúc em có bầu này nè. Dạ. Tại vì có nhiều áp lực quá, có một mình nhiều khi thay đi ngoài đường á, thấy người ta có cặp có đôi, ba người chồng con vợ này kia đi chung á. Còn nhiều khi em suy nghĩ là không mình em mà còn mang bụng bầu đi bán vé số nữa. Vì suy nghĩ lại đó, nó buồn á. Tủi thân ha. Dạ. Ngày hôm nay thì qua đây thăm em, tại vì nghe nói về cái bé Minh Anh đó. Dạ. Thì cũng về để qua xe qua có việc qua Long Xuyên rồi thăm em luôn. Thì nghe Phong có nói một cái câu chuyện của em thì anh với Nguyễn cũng khá là bất ngờ vì cái nỗi đau đối với em chịu đựng nó quá lớn cho một người phụ nữ chỉ mới 16 tuổi thôi. Nhưng mà anh có một điều mà anh rất nể em, đó là dũng cảm để tìm đường thoát về. Và cái thứ hai là em ít học nhưng mà em lại có thể biết được liên hệ người này người kia qua mạng, rồi thậm chí là biết được tiếng Trung rất là gần. Dạ, cái nào em nghĩ là cái nào mình không biết á mình hỏi người ta đó. Em bây giờ em không có biết đường đâu thì em cũng hỏi từ từ rồi mới về, hỏi cũng hỏi người ta, hỏi thăm người ta không mới về được tới nhà. Qua cái câu chuyện của ngày hôm nay á Nguyễn, thì lại là một lời cảnh tỉnh thêm một lần nữa về tình trạng lừa người Việt Nam, những cô gái Việt Nam làm dâu tại xứ người, đặc biệt là ở Trung Quốc, ở miền Tây vào những năm 90 á, thì rất là nhiều trường hợp giống như em. Họ cưới gả với nhau không cần biết mặt, không cần biết ngôn ngữ, không cần biết văn hóa sống như thế nào. Họ sẵn sàng đi lấy nước ngoài vì tiền Trung Quốc nhiều hơn Việt Nam. Có lấy chồng Trung Quốc người ta nghĩ là sẽ mau đổi đời. Nhưng mà đổi đời đâu không thấy, mà chỉ thấy là mất đời luôn. Hết cuộc đời luôn, mất luôn, thậm chí là bỏ xác bên đó luôn. Đó thì nhiều cô chú anh chị không biết á, cái thằng nghĩ thằng này là con Trung Quốc thôi, cái cuộc không có phải lại là con Việt Nam chứ không phải là con Trung Quốc. Thì mấy vô bình luận cô chú nói là đi về một mình mà còn bồng con về được cũng hay, cũng mừng. Nhưng mà sao không có biết? Phải em thấy vô bình luận á. Tại vì anh thì rất là ít là khơi gợi những cái quá khứ của em. Rất là nhiều người điện cho anh và anh đã từng nói với anh Nguyễn về ngày xưa em cũng đã có chồng Trung Quốc mà anh Nguyễn không tin. Anh Nguyễn không bao giờ tin, đúng không anh Nguyễn? Lúc lần đầu em nói với anh có tin không? Không tin. Rồi lần thứ hai người ta bình luận, người ta nói đã từng gặp em và quê em ở Vĩnh Long và em có người con ở Trung Quốc. Có nghĩa là lúc đó em đã có thỏa thẻ với một cái đoàn nào đó. Dạ. Với một cái người nào đó trong cái đoàn đi về Việt Nam, đúng không? Dạ. Hoặc là em đã thỏa thẻ lúc mà em bị cách ly. Dạ, ở Cao Bằng có chơi, em có nói chuyện chung với cách ly chung phòng luôn mà, với chung cái người cái đoàn đi chung với em á. Có cách ly chung phòng rồi nói chuyện chơi với nhau luôn nữa. Dạ. Để mình giải tỏa cái áp lực của mình. Dạ. Thì sau này em lên mạng thì người ta biết, người ta cũng nói cái như thế này nè, tội nghiệp bé Trang lắm, thiệt thà mà lại số lại không có may mắn. Dạ. Gặp Giang Trưng suốt từ năm 16 tuổi cho đến hôm nay là 23 tuổi là 7 năm rồi. Không phải 16 tuổi mà lúc nhỏ còn đi móc bọc nữa chứ anh Nguyễn. Em thì em có làm sao thì em nói vậy à. Nhằm khi cô chú anh chị không có coi video trước á, rồi coi video chỉ coi video sau không à. Hỏi nói thì sao, tại vô bình luận em thấy là nói tại sao lúc đầu nói là có chồng bên Việt Nam mà sao có chồng bên Trung Quốc, có đứa con gì nó lộn xộn, khán giả không hiểu á. Rồi nói em nói dốc này nọ nữa. Không hiểu. Thì bây giờ cái câu chuyện của Trang là một cái câu chuyện khá dài mà để trải qua được để trải qua cái câu chuyện đó chẳng khác nào trong cái bộ phim mà dài tập ha. Nếu như mà được cho đóng thành một cái bộ phim thì chắc có lẽ câu chuyện em là lấy được rất là nhiều nước mắt của tất cả mọi người khán giả luôn á. Và đến ngày hôm nay thì coi như là nó đã, hai mẹ con cũng đã ổn lại phần nào. Cũng là nơi xứ người. Sao cơn mơ trời đã sáng. Nhưng mà chắc anh nghĩ là chắc có lẽ là em chỉ cuộc đời của em chỉ ở xa quê hương thôi. Em về gần nhà không được bao lâu rồi em phải đi nữa và phải sống xa quê hương, xa mẹ em vậy đó. Em có bao giờ nghĩ vậy không? Dạ có.
cũng lớn rồi, mình cũng có một cuộc sống riêng của mình, không thể ở chung với gia đình hoài gì được. Mình phải có trách nhiệm với bản thân. Dạ. Mình nuôi con nữa, con còn em còn có con nữa, không phải cho chi có một mình em thì không nói gì, còn con em nữa. Có bao giờ em nghĩ rằng là sau này em sẽ tìm cách để em đưa người con ở Trung Quốc về Việt Nam không? Em nghĩ là không có thể nào được, tại vì bây giờ nó xa lắm. Với lại bên đó đó là người ta cưng cháu người ta lắm, dễ gì rồi bước còn không được nữa. Sau cái câu chuyện này anh Nguyễn thì nghĩ như thế nào, anh có thể chia sẻ đối với anh là một người đã từng chứng kiến nhiều cái biến cố của Trang, mà mỗi một lần mà nghe Trang kể những cái biến cố đó thì mình lại thấy thương cái hồi đó thương em... Trang nói đi em hồi thấy. Đó em cũng muốn bồng con trốn về lắm, nhưng mà canh chừng sát quá em bồng con về không được. Giống như canh mình á, con sát không sát quá rồi không có bồng con chơi được, em chỉ được đi một mình. Vậy là tù giam lỏng. Leo núi thì sao, em ẵm em bé được. Dạ, có chị kia cũng có em nhỏ nữa mà. Chị kia đi 5 người trong đoàn, chỉ có em nhỏ được mấy tháng tuổi, chỉ bồng con chứ về á. Cũng có. Có nghĩa là nếu có điều kiện em vẫn ẵm bé về đúng không? Dạ. Mà cái bé Hoàng Fugi đó thì có kháo khỉnh giống như bé Minh Anh không? Dạ, dễ thương lắm, giống Hy Hạch thằng này à. Giống hình luôn. Dạ, giống thằng này à. Giống em á, giống em nhiều hơn, nó giống anh á. Mà với lại đó em cũng muốn bồng em đi lắm, nhưng mà có nhiều cái suy nghĩ lắm, suy nghĩ là nhất là bồng đi không được, rồi cái thứ hai bồng đi sợ nó báo công an này kia, bắt cóc trẻ em này kia nội đó. Cho nên em không có dám, tại mình năm bển không có giấy tờ này kia, nó ngụy bển mình đâu có nói được đâu. Ồ hay đó, tại vì bồng đi là không có giấy tờ thì báo nó bắt cóc trẻ em tội nặng. Dạ đúng rồi, ngụy bển mình nói không được. Wow. Với lại mình thấy ba nội nó cũng, cha nó cũng thương mình đi về, mình cũng yên tâm. Ba mẹ thương cha nó, của cha của thằng cha của con bên Trung Quốc của em á, cũng thương, với ông bà nội thương lắm. Đi đâu tới đâu là có người hai ba người phải đi theo vậy đó. Có đi chích ngừa mà đi tới ba người. À, vẫn thương cháu nội. Dạ, thấy thương vậy em đi về em bỏ đó để nuôi, em về em cũng yên tâm. Mà thường ở bên đó thì người ta rất là trọng nam khinh nữ, chỗ gia đình em có. Dạ đúng rồi, đẻ con trai mừng lắm. Em thấy cái chị kia kìa, chị cũng người Việt Nam á. Mà lúc mà em nói với anh đó là em qua đó được mấy năm trời là gặp người Việt Nam được 2 lần. Cái chị mình đó cũng có chồng đó đó. Chị có đứa con, em qua bên bản chị chơi á. Chị đẻ đứa con gái, nhà cũng nhà, chị không có đối xử chị tốt, đối xử chị tệ lắm. Đẻ tại vì đẻ con gái á, nó không thích á. Nói mẹ chồng có ngày kêu đẻ con trai, kêu đẻ thêm đứa nó, kêu đẻ con trai không à. Hay cũng chồng thì lại cũng đi làm. Nói chung là Trang thì đỡ hơn tí xíu, là chồng thì cũng có phần thương. Chứ gặp nhiều người chồng bạo lực á, đánh đập dữ lắm luôn á. Trong đi đó cha chồng thì lại dở trò đòi bài rồi. Phần nào thì anh chồng nữa lại muốn ngủ chung nữa. Trời ơi, nghe kể như đó thôi là mình thấy nó đủ ám ảnh hơn Nguyễn thôi. Qua video clip như thế này nè, chắc có lẽ là cô bác với anh chị sẽ nghĩ Trang là giấu một số cái chuyện gì đó mà không kể hết sự thật. Thì nhưng mà thật ra cũng không phải, đúng không Nguyễn? Đến một cái giai đoạn nào đó thì mọi người cũng có thể là biết, nhưng mà biết đến đâu thì Trang sẽ chia sẻ đến đó, chứ không phải là giấu. Mà cái câu chuyện của Trang là một lời cảnh tỉnh cho những người mà vì đồng tiền mà phải bỏ làm dâu xứ người á. Tại cái lúc đầu á là em đang chỉ là đang nói là em bỏ nhà, em buồn bỏ nhà đi thôi, chứ chưa em chưa có kịp nói. Ví dụ mà em có chồng bên Trung Quốc em cũng tính nói đó, mà chưa có thời gian để em nói. Thì em nói đợi chừng nào có thời gian để em nói. Thì lúc không phải lần là... đầu em có nói với anh là có chồng ở bên Trung Quốc. Dạ, đó chứ không phải là em giấu. Cái này em có sao em nói vậy, không có giấu. Thôi thì bao nhiêu đó cũng đã hiểu nhiều hơn rồi.
hai mẹ con ngẫm ra ngoài trước chơi cho nó mát mẻ. Dạ. Một lần nữa thì chắc có lẽ là cảm ơn em đã chia sẻ cho cô bác quý anh chị hiểu thêm về một cái cuộc sống của người cô dâu Việt Nam ở tại Trung Quốc. Thì đây cũng là một cái quá khứ rồi. Đôi khi thì nói ra nó cũng lại nhẹ lòng hơn cho em. Dạ. Và nói ra để cho người ta thông cảm mình. Cái hoàn cảnh thì nó mới đưa mình giống như vậy, chứ không phải là mình làm vì một cái việc gì đó mà mình phải đi như vậy. Và ngày xưa em có nói với anh, với Nguyễn rằng là em qua bên đó vì chữ hiếu, vì muốn mẹ mình khá giả hơn và không bị mọi người khi dễ, nên em mới đi thôi. Người không biết vô bình luận đó, em ham tiền đáng đời. Nhưng mà đọc là bình luận đó em cũng buồn không? Dạ buồn chứ, thật ra mình không có vậy mà người ta nói mình vậy, mình không có nói được với ai hết rồi mình cũng buồn. À. Mình muốn giải thích cho người ta hiểu. Là mình không phải là loại người như vậy mà người ta không hiểu. Thật ra cái con người mà thật hay giả thì tiếp xúc một thời gian dài sẽ biết. Và thậm chí là đối với Trang thì chắc có lẽ là một người mà gắn bó gần gũi nhất thì đó là anh Nguyễn. Thì anh Nguyễn tiếp xúc với Trang đây cũng khoảng hơn 2 tháng rồi. Thì Nguyễn thấy Trang sao? Thấy chân thật. Những cái clip bên Bùa Hồ quay khán giả cũng xem, mà bên Nguyễn Văn Giang cũng xem. Thì anh chị cũng hay điện Nguyễn Văn Giang nói bé Trang á, thì cái lời nói nó rất là chân thật, rất là đáng thương. Nó thì vừa qua thì anh chị cũng quan tâm, cũng ủng hộ cho hai mẹ con bé Trang đó cũng được ngày hôm nay. Thì Nguyễn cũng rất là mừng và Bùa Hồ cũng vui lắm. Thì cũng được giúp được em nó được ngôi lên một cái trang mới đó. Thì sau đó thì có cho em Trang á thì có cuộc sống mới đó, cũng như là học nghề tại đất khách á, thì có một cái nghề để cho em nó có tiền để mà nuôi con. Thì vừa qua đó thì Trang cũng buồn lắm, nhiều cái Nguyễn cũng rất là buồn theo Trang luôn. Một lý do là nhiều khi á, một phụ nữ ở đất khách đó không biết tâm sự với ai, nhiều khi Nguyễn hay đến quay chia sẻ đó, Trang rất là âu sầu. Nhiều cái Trang nói về cái bình luận, Nguyễn cũng chia sẻ với Trang nói nhiều khi 9 người 10 ý, đừng có buồn, cố gắng để mình sống tốt, nuôi con. Sắp tới nữa, chắc có lẽ là Nguyễn với Bùi Hồ đó sẽ chia sẻ đến cho bà con, cô bác, anh chị em đó một cái nghề. Nó Nguyễn cũng đang định hướng đó. Yeah. Cho em Trang một cái nghề, cũng Nguyễn cũng đã hỏi bạn của Nguyễn Giang rồi. Cái tiệm tóc đó, làm móng tay, gội đầu, nail, tóc. Sau đó thì cho em nó đâu đó học đi, rồi nếu mình làm ở bên ngoài đó thì có thể mình đi ra ngoài làm cho tiệm. Không ấy mình làm thì giờ rảnh mình làm ở tại nhà trọ mình. Thì vậy thì rất tốt rồi. Anh Nguyễn có chuyện nói với anh. Nói đi. Tại vì á là em cũng em nhỏ em của em á với chị với mẹ em này kêu với cũng hàng xóm chứ cũng nói là kêu em là đừng có đi làm nail ngày thôi, bây giờ không có tiền không có nhiều quá làm nào không được nhiều. Rồi em thấy vậy em cũng muốn làm nail, em tính đi làm công ty. Tại vì em biết sao không? Anh nhìn cưng á, bé giờ mới có 3 tháng mấy phải không? Dạ 5 tháng rồi. Nhiều? 5 tháng rồi. 5 tháng rồi ha. Dạ. Thì tại cái con nhỏ quá đây anh muốn cho đảm bảo cho sức khỏe và cháu và cưng đó, để cho nó ổn tí, nếu mà làm công ty sớm mà tội nghiệp cháu. Đúng rồi, ai chăm bẩm bé. Nhưng mà em tính đi làm công ty thì cũng tốt, làm công ty thì nó sẽ có tiền liền. Dạ đúng rồi. Đó, nó sẽ có tiền tháng nào nó sẽ có tiền tháng đó. Tại vì em nghĩ rằng là làm nail thì có tiền lâu mà lại tốn tiền thêm cái tiền học phí của mình nữa, đúng không? Tại vì lúc đó mình học ra mình có cũng như là gội đầu gừng, ví dụ đó, ví dụ mấy cái tiệm gội đầu đó không, mình xin vô đó mình làm nhân viên cho họ, mình gội đầu. Dạ. Anh Nguyễn cũng có tiền lắm chứ không có tiền. Anh có ý tốt, em rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà em không biết làm đi không, em tính làm đi công ty. Công ty hả? Rồi. Dạ. Ok, nhưng mà tùy theo thôi, như là sở thích nữa. Dạ. Chứ không ép buộc, nếu mà ép buộc thì không có không hay. Không hay cho mấy. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều. Đó thì thật thà đúng không? Đó, bây giờ thích làm công ty kiếm tiền nuôi con, bây giờ học thì tốn tiền, Trang nói cũng hợp lý. Đúng không? Thì vừa rồi đó anh Mạnh Quân đó anh có nói để cho mấy Trang đó, con nó lớn tí đi để cho nó học nghề, anh sẽ lo cái phần nó cho anh Trang để học nó có cái nghề, chứ anh không mong muốn cho Trang được cái nghề thôi, nhưng mình muốn bàn cho anh Trang. Thì nếu mà hôm nay sẵn việc đó, Trang cũng nói cũng làm công ty
chứ không có học nghề phóng gia. Dạ. À, thì anh tôn trọng cưng thôi. Dạ, anh có ý lòng tốt thì rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Nói vậy cũng tốt, không gì. Sau 6 tháng thì đi học, khoảng hơn tháng nữa đó, thì sẽ đi làm, xin làm công ty. Ở Long Xuyên mình công ty cũng nhiều lắm. Nhiều. Nói là em nói như hai chồng triệu đây làm công ty cá hàng tháng 7-8 triệu. Dạ. Thôi vậy cũng ổn rồi, thông báo cho cô bác anh chị biết được như thế này cũng rất là vui ha. Thì cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Chúc hai mẹ con sức khỏe, vài ngày nữa anh có dịp về Long Xuyên thì ghé thăm hoàn cảnh của hai mẹ con. Dạ. Rồi cảm ơn anh Nguyễn nhiều luôn nha. Cảm ơn nha.